việc Mobifone mua lại 95% cổ phần công ty nghe nhìn toàn cầu AVG bị khơi lại vào ngày 8 tháng 3 năm 2018 khi Văn phòng Trung ương Đảng có công văn thông báo Ban Bí thư họp dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Phú Trọng để nghe Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ báo cáo vụ việc. Sau khi nghe xong, Ban Bí thư nhận định đó là một vụ việc rất nghiêm trọng. 4 ngày sau khi có chỉ đạo của Ban Bí thư về vụ việc trên, ngày 12 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cùng lãnh đạo của Mobifone và AVG đã tổ chức cuộc họp thống nhất hủy bỏ hợp đồng mua cổ phần của Mobifone với AVG với trị giá hợp đồng lên đến 9.000 tỷ đồng. Đến ngày 14 tháng 3 năm 2018, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận điều tra vụ việc Mobifone mua lại 95% cổ phần công ty nghe nhìn toàn cầu AVG. Theo đó, đây là vụ án kinh tế nghiêm trọng với nguy cơ thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng của nhà nước do mua phải nợ phải trả hơn 1.100 tỷ đồng của AVG. Thanh tra Chính phủ cũng nêu rõ sai phạm của 4 bộ ngành là Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và Bộ Công an. Trong quá trình từ khâu thẩm định dự án, tham mưu phê duyệt và phê duyệt dự án. Cùng ngày 14 tháng 3, ông Lê Nam Trà, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, gửi đơn đến các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng đề nghị xem xét lại trách nhiệm của cá nhân ông này trong thương vụ Mobifone mua lại AVG. Trong đơn đề nghị nêu rõ, ý tưởng chào bán cổ phần của AVG và chủ trương không bán cổ phần AVG cho cổ đông AVG mà chỉ bán cho đối tác trong nước là do Bộ Thông tin Truyền thông quyết định sau khi đã thống nhất với Bộ Công an. Ngoài ra, Bộ Thông tin Truyền thông cũng là đơn vị ra quyết định đưa giao dịch mua cổ phần AVG vào danh mục bí mật nhà nước và chỉ đạo Mobifone thực hiện. Mobifone đã tuân thủ chỉ đạo của Bộ Thông tin Truyền thông. Toàn bộ quá trình sau này, từ thuê tư vấn, thực hiện chỉ định thầu và quá trình đàm phán, lập dự án, ký kết trao đổi thông tin đều phải bảo mật thông tin. Sang chiều ngày 15 tháng 3, Bộ Thông tin Truyền thông, cơ quan đại diện chủ sở hữu của Mobifone lại ra thông cáo báo chí phản bác lại các sai phạm liên quan đến bộ này mà Thanh tra Chính phủ đã nêu ra. Theo đó, việc thanh tra chưa thực sự khách quan, chính xác và chưa đúng pháp luật theo chỉ đạo của Ban Bí thư. Bộ này cũng phản ánh việc Thanh tra Chính phủ không xin ý kiến hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mà tự ý diễn giải pháp luật theo cách của mình. Thêm vào đó, Bộ Thông tin Truyền thông còn tố cáo Thanh tra Chính phủ không đề cập đến việc Mobifone và AVG trước đó đã chính thức hủy hợp đồng. Đánh giá về phản ứng của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trong trường hợp này, nhiều nhà quan sát bình luận rằng ông Tuấn dường như đã bị dồn vào đường cùng và trở nên hoảng loạn khi bị đích danh nhiều đơn vị truyền thông dưới cấp vạch tội. Nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà trên Facebook cá nhân cho rằng phản bác của Bộ Thông tin Truyền thông cho thấy rõ ông Tuấn giờ chỉ còn con đường là chiến đấu. Nhà báo Ngô Nhật Đăng thì cho rằng đây là chỉ dấu cho thấy bộ máy chính quyền bắt đầu có dấu hiệu trục trặc khi nó động chạm đến quyền lợi và gây ra nhiều nguy hiểm đối với một số cá nhân. Nó gần như chưa có một cái tiền lệ công khai mà có một cái đơn vị bị thanh tra phản ứng lại chính phủ, phản ứng lại ủy ban kiểm tra của nhà nước. Nhưng ta thấy rằng là họ đã bỏ hết chuyện mà tình đồng chí hoặc xử lý trong nội bộ rồi. Những cái gắn kết của hệ thống chính trị là đang dần dần lỏng lẻo, và từ những cái chuyện như thế này và nó người ta nhìn thấy rằng là cái nó đang bị rã ra, là không còn là một khối thống nhất nữa. Trong khi đó, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội Việt Nam cho rằng việc phản bác giữa Bộ Thông tin Truyền thông đối với những đánh giá của Thanh tra Chính phủ vốn là một cơ quan ngang bộ, về mặt lý thuyết là một hành động bình thường. Theo ông này thì trên thực tế, các cơ quan ngang bộ có quyền được công bố ý kiến lẫn nhau và Thủ tướng Chính phủ sẽ là nhân vật đưa ra quyết định sau cùng. Tuy nhiên, đây lại là lần đầu tiên dư luận được chứng kiến sự phản bác công khai giữa các cơ quan ngang cấp liên quan đến những cáo buộc về trách nhiệm trong một vụ án kinh tế nghiêm trọng. Và Bộ Thông tin Truyền thông cho báo chí lấy xuống toàn bộ nội dung phản bác chỉ vài giờ sau khi đăng tải trên truyền thông trong nước. Luật sư Trần Quốc Thuận nhận xét về động thái này. Bởi vì cái phản bác đó là nó có thể là nó thiếu cơ sở, hay là phản bác đó nó lại dẫn đến một cái dấu hiệu vi phạm khác, hoặc là cái phản bác đó là
là họ tự thấy rằng cái phản bác hồi trước kia của thông tin truyền thông họ phản bác, bây giờ họ tự thấy rằng cái thông tin đó là không ổn, hoặc là có một cấp trên họ bảo anh nói thế là không trúng thế này thế kia, thì tự nhiên họ tự rút lui. Nhà báo Ngô Nhật Đăng lại cho rằng đây là động tác của các lãnh đạo trong đảng nhằm đo phản ứng của dư luận đối với vụ án này mà thôi. Họ sợ họ chưa đo được cái phản ứng, từ cái phản ứng từ dư luận và thậm chí phản ứng từ trong cái nội bộ. Theo như là tôi nghĩ thì có thể là cái mà tất cả các bài bị gỡ xuống thì cũng như là một động tác mà rút củi dưới đáy nồi ra, và họ nghe ngóng xem từng bước xem là cái sự phản ứng lại trên cái dư luận, để xem là họ nghe ngóng xem là cái mức độ phản ứng lại như thế nào. Trở lại với bản kết luận của thanh tra chính phủ vụ Mobifone mua AVG, Bộ Thông tin và Truyền thông mà ông Trương Minh Tuấn lúc đó nắm vai trò thứ trưởng đã mắc 4 sai phạm, làm trái và thiếu trách nhiệm trong đề xuất dự án, lựa chọn thẩm định giá, lập trình dự án và vi phạm thỏa thuận ký kết, thanh toán mua cổ phần. Với vai trò là người đứng đầu Bộ Thông tin Truyền thông hiện nay, ông Trương Minh Tuấn hiện được xem là đạo diễn chính và sẽ là nhân vật chịu trách nhiệm lớn nhất trong đại án tham nhũng Mobifone mua AVG, với số vốn rút ruột ngân sách nhà nước lên tới hơn 7.000 tỷ đồng, một con số lớn gấp gần chục lần so với số tiền gần 800 tỷ đồng thất thoát trong vụ Đinh La Thăng tại tập đoàn dầu khí PVN. Nhiều nhà quan sát chính trị cho rằng, một khi bị định tội với tội danh cố ý làm trái pháp luật, ông Trương Minh Tuấn chắc chắn sẽ không thoát được mức án tử hình. Chúng tôi đã tìm cách liên lạc với Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn, tuy nhiên đã không thể liên lạc được. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết lật lại vụ án tham nhũng Mobifone mua AVG, Trương Minh Tuấn là người ký quyết định phê duyệt. Như chúng ta đã biết, việc Lê Nam Trà chỉ đạo Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua đài truyền hình AVG của Phạm Nhật Vũ vào cuối năm 2015 là một vụ tham nhũng rất nghiêm trọng trong ngành viễn thông Việt Nam và ảnh hưởng lớn đến việc cổ phần hóa Mobifone. Tại sao Mobifone mua AVG? Từ đầu năm 2015, Mobifone đã vạch ra chiến lược đầu tư vào truyền hình. Tuy vậy, bên cạnh việc làm sai quy định nhà nước và tham nhũng lớn, việc Mobifone mua đài truyền hình AVG là một quyết định hết sức sai lầm vì các lý do. Các nhà mạng viễn thông hiện nay hướng tới kinh doanh đa dịch vụ trên hệ thống cáp quang tốc độ cao đến các hộ gia đình. Mobifone hiện chỉ là nhà mạng di động thuần túy, không có mạng truyền dẫn quang toàn quốc như Viettel và VNPT. Nên để phát triển nhanh thì Mobifone cần mua một công ty truyền hình cáp đang sở hữu mạng truyền dẫn quang. Trong khi đó, AVG lại là đài truyền hình sử dụng công nghệ phát sóng qua vệ tinh và đài mặt đất, không sở hữu hệ thống cáp, nên Mobifone không tận dụng được lợi thế gì từ hạ tầng của AVG. Do AVG cũng là công nghệ vô tuyến, nên Mobifone không thể cung cấp đa dịch vụ chip play hoặc quarter play cho khách hàng, trong khi các đối thủ như Viettel, VNPT, SCTV, VTV Cap có thể làm được điều này, nên Mobifone tiếp tục đánh mất lợi thế so với các đối thủ. Khoảng tháng 9 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã tuyên bố không cổ phần hóa Mobifone bằng mọi giá. Tuyên bố này bản chất là làm chậm tiến độ cổ phần hóa và dọn đường cho Lê Nam Trà, Phạm Nhật Vũ xúc tiến vụ Mobifone mua AVG, trong khi vào thời điểm đó thì Mobifone đã chốt giá trị tài sản vào ngày 30 tháng 6 năm 2015 để cổ phần hóa. Nguyễn Bắc Son khi đó đã chỉ đạo Lê Nam Trà gấp rút ký kết hợp đồng Mobifone mua AVG với Phạm Nhật Vũ vào giữa buổi trưa ngày 20 tháng 12 năm 2016, ngay sau lễ tổng kết năm 2015 của Tổng Công ty Mobifone. Việc Mobifone mua AVG đã sai phạm như thế nào? Việc Lê Nam Trà ký hợp đồng để Mobifone mua 95% cổ phần của đài truyền hình AVG với số tiền là 8.900 tỷ đồng đã vi phạm nghiêm trọng quy định đầu tư xây dựng cơ bản của nhà nước. Theo quy định, với các tài sản cố định có giá trị lớn, doanh nghiệp nhà nước phải lập dự án nhóm A để trình Thủ tướng phê duyệt. Tuy nhiên, trong thực tế, Lê Nam Trà đã không lập dự án nhóm A để trình Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định mức giá mua bán để trình Thủ tướng phê duyệt, mà việc mua bán này chỉ dựa vào văn bản phê duyệt chủ trương chung, không phê duyệt giá trị mua bán. Như chúng ta đã biết, tổng giá trị tài sản của AVG ở thời điểm tháng 12 năm 2015 là 2.000 tỷ đồng. Sau khi trừ đi khấu hao và lỗ lũy kế 1.000 tỷ đồng, thì giá trị tài sản còn lại của AVG là 1.000 tỷ đồng. Hai băng tần 700 GHz của AVG thì Mobifone cũng không sử dụng được, do AVG trả lại Bộ Thông tin và Truyền thông
vào cuối năm 2017 để đấu giá lại theo nguyên tắc công khai, minh bạch. Ở thời điểm cuối năm 2015, tổng thuê bao truyền hình của AVG vào khoảng 700.000 thuê bao và hầu như không phát sinh doanh thu. Trong đó có 400.000 thuê bao ảo do Phạm Nhật Vũ tập trung thổi trong năm 2015 để tạo ấn tượng tốt cho thương vụ AVG nếu định giá AVG bằng phương pháp dòng tiền cash flow. Dù biết vậy, Lê Nam Trà vẫn quyết định để Mobifone dốc túi 8.900 tỷ đồng bằng 2/3 vốn điều lệ của Mobifone để mua đài truyền hình AVG quặt quẹo và đang thua lỗ. Số tiền gần 8.000 tỷ đồng chênh lệch từ vụ mua bán AVG đã và đang nằm ở trong túi những ai thì cơ quan hữu quan đang bí mật khẩn trương làm rõ. Mobifone tiếp quản con nghiện AVG trong tình trạng thế nào? Mobifone tiếp nhận đài truyền hình AVG trong tình trạng AVG cạn kiệt vốn lưu động, trong khi số nợ đến hạn hơn gần 700 tỷ đồng cần phải thanh toán ngay vào tháng 6 năm 2016. Có một điểm cười ra nước mắt là Phạm Nhật Vũ đã đồng ý cho AVG vay 350 tỷ đồng để AVG đảo nợ. Bản chất số tiền 350 tỷ đồng này là tiền của Mobifone chuyển cho Phạm Nhật Vũ từ vụ mua bán nói trên. Và Lê Nam Trà đã chỉ đạo Mobifone phải bảo lãnh cho việc Phạm Nhật Vũ cho AVG vay khoản tiền 350 tỷ đồng nói trên để AVG tiếp tục thở oxy. Tình hình phát triển thuê bao truyền hình AVG của vụ Mobifone đang hết sức bi đát. Hầu như toàn bộ thuê bao là ảo và không có doanh thu. Tất cả số liệu báo cáo Bộ Thông tin Truyền thông về phát triển thuê bao đều là số liệu bị Lê Nam Trà chỉ đạo thổi phồng. Với mục tiêu bằng mọi cách để AVG có lãi vào cuối năm 2016, Lê Nam Trà đang chỉ đạo cả hệ thống chính trị Mobifone tham gia giải cứu binh nhì AVG qua việc dồn nhiều dịch vụ giá trị gia tăng như game, nhạc của các đối tác phải chạy qua cửa AVG, tăng tỷ lệ ăn chia thêm 10% đến 15% từ Mobifone cho AVG so với mức thông lệ. Qua việc này, ước tính Mobifone đang chuyển lợi nhuận mỗi tháng khoảng 30 tỷ đồng cho AVG để AVG có lãi ảo vào cuối năm nay để Lê Nam Trà có thể xoa tay báo cáo cấp trên là Mobifone đã mua AVG là rất hiệu quả. Các cơ quan hữu quan đang điều tra ra sao? Cuối tháng 4 năm 2016, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Ban Kinh tế Trung ương đã yêu cầu Bộ Thông tin Truyền thông giải trình vụ Mobifone mua AVG. Căn cứ trên số liệu báo cáo thổi phồng của Mobifone, có vẻ như Bộ Thông tin Truyền thông đã giải trình trơn tru vụ việc với Ban Kinh tế Trung ương. Hiện nay, Ban Nội chính Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang thu thập đầy đủ hồ sơ vụ AVG và đang chuẩn bị báo cáo vụ việc tới lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng. Từ tháng 4 năm 2016, Thanh tra Chính phủ đang tập trung điều tra vụ tham nhũng AVG tại Mobifone. Vào cuối tháng 5 năm 2016, Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu Lê Nam Trà dừng việc chuyển nốt hơn 2.000 tỷ đồng của vụ mua bán AVG cho Phạm Nhật Vũ. Dự kiến, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ sẽ sớm yêu cầu Phạm Nhật Vũ phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền bán đài truyền hình AVG mà Lê Nam Trà đã chuyển cho Phạm Nhật Vũ trong 6 tháng qua, đồng thời tuyên bố hợp đồng mua bán giữa Mobifone và AVG là vô hiệu. Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng vừa yêu cầu Lê Nam Trà báo cáo rõ về vụ việc AVG cũng như số tiền mà Mobifone đã thanh toán cho Phạm Nhật Vũ. Hiện nay, Bộ Kế hoạch Đầu tư đang phân tích, chuẩn bị báo cáo đánh giá vụ việc để gửi lên Thủ tướng Chính phủ. Một điểm đáng lưu ý là ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hiện tại, khi còn là Thứ trưởng, đã ký quyết định phê duyệt để Lê Nam Trà ký hợp đồng mua AVG. Ngọn nguồn sự việc bắt nguồn từ đây, Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chống tham nhũng là không có vùng cấm. Hơn lúc nào hết, nhân dân cả nước đang hết sức quan tâm đến tiến độ các cơ quan hữu quan điều tra, xử lý đại án tham nhũng AVG tại Mobifone, làm rõ trách nhiệm cá nhân có liên quan.